À, ngày hôm nay thì em đã chuẩn bị như thế nào cho kỳ thi này rồi? Dạo hôm nay thì em dậy từ lúc tầm 5 giờ sáng ạ. Để em ấy, do em hồi hộp nên em cũng không thể kiểu ngủ được nhiều ạ. Đấy, vâng. Hôm nay thì mình đi từ mấy giờ mà đến điểm thi sớm như này? Dạo hôm nay em đi tất cả chuẩn bị xong, sau khi dậy thì em đi từ 5 rưỡi cơ ạ. Vâng. Và khi mà đến điểm thi thấy cái sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng cũng như là các sinh viên tình nguyện thì em cảm thấy như nào? Dạ em cảm thấy vô cùng an tâm. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cùng giao lưu với các thí sinh của chúng ta có mặt sớm tại điểm thi một chút. Chào em có thể chia sẻ cảm xúc của mình trước khi mà bước vào phòng thi được không? Em có hơi tâm lý và áp lực một chút ạ. Nhưng mà mong là đề thi dễ để làm thành tích 12 năm học hành nó ok thì ạ. Mà, em Và mình đến đây từ mấy giờ nhỉ? đến từ 6 giờ 15 ạ. Mà. Mình đã chuẩn bị cho kỳ thi này như thế nào rồi? Ôn luyện có mất nhiều thời gian không? Có vất vả không? Thực ra thì học nó cũng bình thường, không không nhiều lắm đâu, mà quan trọng là tâm lý mình thôi chị ạ. Mà. Cảm ơn em. Thế còn em thì sao? Em có thể chia sẻ cảm xúc của mình. Xin chào em. Sáng nay thì mình đã chuẩn bị gì đến kỳ thi ngày hôm nay? Em chuẩn bị tất cả kiến thức rồi ạ. Mình đi bao nhiêu km để đến điểm thi này? Em đi tầm 4 km ạ. Vâng. Sáng nay mình có ăn xôi đỏ cho may mắn không? Hay là ăn món gì khác? Em ăn phở ạ, nhưng mà em có mang mua xôi đỏ về thắp hương các cụ. Rồi thì chúc em sẽ có nhiều may mắn cho kỳ thi này như mình mong muốn. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Xin chào em. Em đã chuẩn bị những gì cho kỳ thi này rồi? Em cũng là chuẩn bị tinh thần đầy đủ ôn cũng gọi là kha khá rồi ạ. Mình có ôn tủ bài nào không? Em ôn tủ nhiều bài lắm chị. Nhưng mà chắc là nếu mà vào đất nước thì em 9 điểm. Chúc mừng và hy vọng rằng mong muốn của em sẽ thành hiện thực nhé. Chúc mừng em. Rồi, chúc em thi tốt. Và cái xu hướng đề văn của những năm gần đây thì thường có xu hướng là mở hơn và làm sao thì phát huy tối đa cái sự sáng tạo và cái khả năng của các thí sinh. Và chính các thí sinh có lẽ năm nay thì cũng sẽ có lẽ rất là kỳ vọng về đề văn năm nay sẽ có những cái đề tài nào hay đây. Chúng ta sẽ cùng hỏi một vài bạn thí sinh xem sao ạ. Không biết là em có dự đoán gì về đề thi ngữ văn năm nay không? Thế là có sẽ hai phần là nghị luận văn học và nghị luận xã hội đúng không? Thì theo em thì nghị luận văn học sẽ rơi vào đề tài gì? Em nghĩ là thêm vào bài Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu ạ. Thế còn nghị luận xã hội thì sao? Em nghĩ chắc là về cái đấy em cũng chưa chắc là tại vì cái về nghị luận xã hội nó khá là mở ấy ạ. Nên là em cũng chưa có suy nghĩ đến việc vào nghị luận xã hội. Thì vấn đề về nghị luận xã hội em chỉ học cách làm bài thôi ạ. Còn vào đề thi thì em tự nghĩ thôi ạ. Em thì đoán là đề thi văn năm nay nghị luận văn học sẽ vào tác phẩm nào? Em nghĩ là vào Việt Bắc của Tố Hữu. Vâng. Em năm nay em có học tủ vào bài đấy không? Em học hết, em không học tủ. Em học hết ạ. Rồi và chị chúc em sẽ có một bài thi thật là trúng tủ, thật là tốt trong thi ngày hôm nay. Cảm ơn em rất là nhiều. Thế còn em thì sao? Năm nay thì em có cái dự đoán gì cho đề thi môn ngữ văn năm nay không? Thì em dự đoán năm nay bằng bài Người Đỏ Sông Đà. Và em thấy bài đấy rất là hay. Trong những ngày vừa qua thì thấy có một cái trend đó là tiên tri hay là gọi là dự đoán đề văn đấy. Thì không biết là mình có tham khảo những cái lời tiên tri đó không? Em có nghe qua những cái bài mà liên quan đến lịch sử và đất nước và Tây Tiến các thứ ạ. Là mình có nghe những cái tiên tri đó, tuy nhiên mình vẫn sẽ học để không bị lệch tủ đúng không? Ok, rồi chị cảm ơn em rất là nhiều và chúc em sẽ có một cái thi tốt nhá. Vâng, thưa quý vị, và tối ngày 25 tháng 6 vừa qua thì rapper Đen Vâu thì cũng đã chính thức phát hành một cái sản phẩm âm nhạc tên là Friendship. Và cái anh Đen Vâu thì nổi tiếng là một ca sĩ mà chuyên đoán đề ngữ văn với 4 năm liên tiếp rồi. Có những cái sản phẩm âm nhạc mà mang cái yếu tố là khá là trùng với các tác phẩm thi tốt nghiệp trung học phổ thông văn. Và cái MV mới của Đen Vâu này thì cũng lại một lần nữa trở thành cái chủ đề khá là nóng và được các sĩ tử của chúng ta bàn tán khá là nhiều. Và dựa vào những cái chi tiết xuất hiện ở trong sản phẩm âm nhạc của nam rapper này thì nhiều cái phán đoán cũng được đặt ra. Xuyên suốt trong cái MV này thì có cái hình ảnh của một người đàn ông là chèo thuyền này giữa sa mạc, khiến cho nhiều người liên tưởng tới cái tác phẩm đó là Người Lái Đò Sông Đà của Nguyễn Tuân và Chiếc Thuyền Ngoài Xa của tác giả Nguyễn Minh Châu. Và
Trong đó thì Đen Vâu thì cũng đã đăng tải những cái hình ảnh ẩn ý trên trang cá nhân của mình với cái đôi chân bị trói giữa sa mạc này, rồi chiếc mỏ neo có hình mũi tên và chỉ rõ vào một gốc nước. Thì hai cái chi tiết này thì cũng đã khiến cho cộng đồng mạng thì bán tin bán nghi và đồn đoán là cái tác phẩm này của Đen Vâu thì dự đoán chính là tác phẩm Đất Nước của tác giả Nguyễn Khoa Điềm. Và các sĩ tử của chúng ta thì cũng rất là hào hứng trong suốt tối ngày hôm qua để tranh luận về các cái tác phẩm mà Đen Vâu đề cập trong cái MV của mình. Và chúng ta biết là sở dĩ Đen Vâu được nhắc đến nhiều trong kỳ thi là bởi các sản phẩm âm nhạc mà anh trình làng thì cũng đều vô tình có những cái yếu tố trùng với cái tác phẩm được chọn trong đề thi ngữ văn. Tuy nhiên thì rapper này thì cũng có ý khẳng định là anh không có ý là tiên tri đâu, mà chỉ làm cái sự trùng hợp thôi và làm sao mang tính chất tham khảo cho các sĩ tử. Và mà hoạt động bắt trend này thì cũng đã trở thành một cái khá là thú vị cho các sĩ tử của chúng ta trong kỳ thi năm nay. Và tất nhiên thưa quý vị, dựa vào MV để dự đoán đề thi thì cũng chỉ là một cái mang tính chất là tham khảo giải trí. Và việc giải mã các MV này thì cũng mang tính chất làm sao mà giảm stress cho các sĩ tử của chúng ta trước kỳ thi. Và chắc chắn rồi các sĩ tử sẽ cần phải nắm chắc kiến thức của mình cho tất cả các tác phẩm để tránh ôn tủ, để không bị cái tình trạng là lệch tủ. Vâng, và cũng liên quan đến câu chuyện đề thi, chúng tôi cũng xin cung cấp một thông tin chính xác tới quý vị. Đó là với thông tin lộ đề ngày hôm qua, đó là tin giả thưa quý vị. Từ sáng ngày hôm qua 26 tháng 6 thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng đã cảnh báo thông tin lan truyền, thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Và theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trong tối ngày 25 tháng 6, một số nhóm và diễn đàn ở trên mạng đã chia sẻ và lan truyền thông tin sai sự thật về việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Và sau khi tiếp nhận cái phản ánh về sự việc này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có trao đổi và đề nghị Bộ Công an hỗ trợ xác minh đối tượng đăng thông tin sai sự thật. Và hiện thì Bộ Công an cũng đang tổ chức xác minh để xử lý theo quy định và theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cảnh báo tới các sĩ tử để tránh gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến tâm lý của các thí sinh khi tham dự kỳ thi trung học phổ thông năm nay.